Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa ghi nhận một ca nghi nhiễm COVID-19 đang công tác tại Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành phun tiêu độc khử trùng toàn bộ khuôn viên, đồng thời siết chặt quản lý người ra vào trụ sở. Ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương này cũng đang kiểm tra các điểm liên quan khu vực sinh sống và nơi làm việc của ca nhiễm, khẩn trương truy vết F1, F2. Vâng, qua trường hợp vừa nêu thì có thể thấy là nguy hiểm luôn rình rập với các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch. Từ đó càng đáng lên án hơn nữa những hành động thiếu ý thức, không tuân thủ phòng dịch, chống đối người thi hành công vụ. Mới đây, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Thuận Thành của tỉnh Bắc Ninh vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Gia Tài ở xã Dương Quang, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 24 tháng tù giam về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo cáo trạng đề ra, khoảng 12 giờ ngày 17 tháng 5, Tài chạy xe máy đi qua tổ chốt số 3 kiểm soát dịch COVID-19 đặt tại cuối thôn Ngọc Lâm, xã Sông Liễu, huyện Thuận Thành, đoạn giáp ranh với xã Dương Quang, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, nhưng không đeo khẩu trang, không dừng lại để khai báo y tế. Tổ công tác đã nhắc nhở yêu cầu chấp hành các quy định về phòng chống dịch, nhưng Tài đã không chấp hành, thậm chí còn lăng mạ, chống đối và tấn công lại lực lượng chức năng. Tài đã bị khởi tố điều tra, truy tố xét xử theo thủ tục rút gọn sau đó. Việc xử lý nghiêm những đối tượng như trên sẽ là bài học nêu gương cho tất cả mọi người trong việc hình thành ý thức phòng chống dịch bệnh. Kể từ khi Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội cho đến nay đã có 249 điểm phong tỏa để phục vụ công tác chống dịch. Điều đáng nói, trong số những người đang phải thực hiện cách ly tại chỗ có không ít bệnh nhân giai đoạn cuối phải chạy thận. Vâng, và mới đây thì Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Thành phố Thủ Đức đã triển khai khu chạy thận nhân tạo dành riêng cho bệnh nhân đang ở khu cách ly để đảm bảo bệnh nhân chạy thận không bị ngắt quãng khi chạy thận mà vẫn chống dịch một cách hiệu quả. Trong khu chạy thận cách ly, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh với quy trình cách ly nghiêm ngặt dành riêng cho bệnh nhân chạy thận. Anh Lê Văn Huy lần đầu tiên được chạy thận ở đây vì thuộc diện cách ly tại nhà vì dịch COVID-19. Trước kia, mỗi tuần anh chạy thận 3 lần tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức. Đối với anh Huy, được chuyển sang khu cách ly dành riêng cho người chạy thận giúp anh yên tâm hơn trước nguy cơ lây nhiễm cùng thể trạng vốn đã yếu của mình. Nói chung là cảm giác ban đầu rất là sợ, tại vì cái việc chạy thận nó không thể dừng được. Tại vì dừng cái là bị nhiễm trùng máu này, mình rất hay đi cấp cứu nếu mà không đi chạy thận ấy. Nếu chúng ta nhớ đến cái đợt bùng phát dịch ở Hà Giang thì hầu như hơn 60% bệnh nhân là chạy thận nhân tạo là nằm số cái số lượng tử vong này. Thì ngay cả những người bệnh chạy thận nhân tạo bình thường chỉ cần họ không chạy, bỏ chạy một lần thôi thì cái những cái việc dư dịch phù phổi ha, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp tim hoặc là hội chứng u rê huyết cao sẽ gây cho những chuyện có thể là ngưng tim hoặc đột tử. Đây là khu chạy thận dành cho người cách ly vì dịch COVID-19 đầu tiên của thành phố. Tất cả các quy trình chạy thận cho bệnh nhân F2 đều theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Người bệnh chạy thận lần đầu tiên sẽ được test nhanh COVID-19. Trong thời gian chờ kết quả, người bệnh sẽ được chạy thận nhưng y, bác sĩ sẽ xử lý như một ca nghi nhiễm. Những bệnh nhân đã được xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 1 âm tính. Tuy nhiên, các bác sĩ thực hiện mỗi giường bệnh cách tối thiểu 2 mét. Người bệnh và y bác sĩ đều phải mặc đồ bảo hộ hạn chế lây nhiễm COVID-19 trong khu chạy thận. Hiện nay đối với bệnh nhân F1 á, thì chúng ta chưa chạy thận nhân tạo ở đây. Thì vì bệnh nhân F1 á, thì ở trong khu cách ly, nhưng mà đối với cái khu mà phong tỏa, ví dụ như phong tỏa một chung cư, phong tỏa một cái khu phố mà ở đó có bệnh nhân phải có nhu cầu chạy thận nhân tạo, chưa có kết quả dương tính, thì chúng ta phải làm ngay từ đầu. Chúng ta chạy thận nhân tạo tại cái khu này để đảm bảo sự không có cái sự lây lan cái nguồn COVID-19 này. Trước đó, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn trương hướng dẫn xử lý tình huống khi người cách ly có vấn đề về sức khỏe. Đối với người bệnh có chỉ định chạy thận nhân tạo nhưng đang sống ở các khu vực giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 và khu vực cách ly y tế do có dịch bệnh COVID-19, Trung tâm cấp cứu 115 vận chuyển người bệnh đến các bệnh viện mà người bệnh đã chạy thận nhân tạo định kỳ. Được biết, tạm thời mô hình này sẽ giải quyết được bài toán số lượng bệnh nhân lọc máu định kỳ nằm trong khu vực cách ly, phong tỏa của toàn thành phố. Thưa quý vị, hiện nay thì hàng ngàn nhân viên y tế, sinh viên các trường đại học y dược trên cả nước đã xung phong lao vào các điểm nóng dịch bệnh, cùng với địa phương nỗ lực đẩy lùi đại dịch COVID-19. Bằng nhiệt huyết và tinh thần tuổi trẻ, sự chung sức đồng lòng của họ đã giúp lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, tạo thêm niềm tin chiến thắng dịch bệnh. Và bây giờ, hãy cùng nghe tâm sự của một sinh viên Đại học Y tế Cộng đồng từ tuyến đầu chống dịch ở tỉnh Bắc Ninh.
10 giờ 10 rưỡi. Ví dụ trường hợp như là mình lấy đau họ thì mình biết là họ đau rồi nhưng mình vẫn phải cố gắng lấy nhanh cho họ đau. Hoặc là lấy cho những trẻ con thì đấy, những trẻ con thì mình sẽ nhớ là như kiểu nó khó lấy hoặc là nhiều người giữ mãi mình không lấy được. Thế nhất là bạn mặc đồ bảo hộ nóng. Xong thứ hai là thời tiết, vì phụ thuộc vào thời tiết hôm nào mà nó nóng. Oi như hôm trước ấy thì là bọn em chỉ làm 100 mẫu rồi đó, mệt kiểu nó mệt lắm rồi. Hôm đi làm buổi đầu tiên về là hai tay nó bị tê cứng luôn nhỉ, đêm cũng không ngủ được ấy. Xong rồi đến mai là đến hôm sau thì nó mới đỡ được một đoạn. Sao là hôm nay em vẫn còn sức để làm nhiều lắm, còn hôm qua thì nó kiểu do oi cho nên là nó làm sức lượng đuối. Còn hôm nay thì nếu như có thể làm tiếp thì em có thể làm tiếp được 200 mẫu nữa cũng ok. Buổi sáng thì bọn em dậy lúc 7 giờ, xong rồi là ăn sáng xong rồi 8 giờ bắt đầu vào học room nữa. Xong rồi đến học xong đến 11 giờ thì ăn cơm trưa, xong rồi đi ngủ giấc dài cho đến khi dậy chơi một tí rồi là ăn cơm, xong rồi là chuẩn bị đi. Nói chung là ăn uống đầy đủ, ngủ cũng đúng giấc cho nên cũng chẳng khó khăn gì cả. Ở nhà cũng cẩn thận hơn, cao lắm. Hôm mà kiểu có định đi đến đây này, đến 10 giờ tối thông báo mẹ là ba con đi kiểu có trường có định gấp. Thế là đến sáng sau thì mẹ hỏi 4-5 cuộc, mẹ bảo là cần mang cái này, mang cái này, mang cái này đi nhé. Xong thì lúc đi rồi, lúc lên xe rồi mẹ lại gọi tiếp, kiểu cho mẹ lo ấy, mẹ lo lắm. Như tối hôm đầu tiên em chống dịch ấy, đến kiểu 12 giờ về thì mẹ đợi khi nào mình về nhà mình nhắn tin mẹ thì mẹ thì kiểu mẹ đi ngủ ấy. Rồi mẹ hỏi kiểu có mệt không, có thứ rồi mẹ mới đi ngủ ấy. Mình chỉ thấy là mình tự hào khi mà mình đã góp một phần công sức trong đợt chống dịch lần này. Bởi vì là lần này cũng là một lần kiểu đi mình rút cách được kinh nghiệm, cách sống hoặc là cách đối xử đối với bệnh nhân. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC chính thức ra mắt chuyên trang điện tử VTC Now tại địa chỉ www.vtcnow.net. Lần đầu tiên, một chuyên trang điện tử tiếng Việt cung cấp liên tục các bản tin trực tiếp Breaking News với sự xuất hiện của hàng trăm phóng viên tại nhiều điểm thời sự nóng bỏng, còn làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ cho một con người. Lần đầu tiên, khán giả Việt Nam được theo dõi các tin tức theo dạng đồ họa, mô phỏng hiện đại và sống động. Những chương trình bản quyền hấp dẫn nhất trên hệ thống 15 kênh truyền hình VTC được chắt lọc và công chiếu liên tục mỗi ngày. Hệ thống lịch phát sóng tự động giúp khán giả tra cứu và theo dõi nhanh nhất các chương trình đã đang và sẽ phát sóng trên VTC. Những TV show ăn khách, những video hấp dẫn về sức khỏe và ẩm thực mỗi ngày, những bộ phim đặc sắc của các nền điện ảnh hàng đầu thế giới và không thể thiếu là những nội dung độc quyền chỉ dành riêng cho khán giả online. Đó là âm nhạc, là series các chương trình podcast, sách nói, chuyện hay, là những bộ phim tài liệu lịch sử, khoa học kỳ bí, là câu chuyện chưa từng được khai phá về công nghệ, vũ khí, quốc phòng, và là cả một thế giới thể thao sống động, thế giới showbiz đầy sắc màu. Hãy truy cập www.vtcnow.net để theo dõi các chương trình đặc sắc của VTC ngay hôm nay.